Trận chiến vẫn chưa hề kết thúc. Để đối mặt với tên này, anh đã được sự giúp đỡ của Dan Kuruto. Lúc này vẫn chưa lộ bộ mặt thật của hắn là Color Game, nhận sự giúp đỡ từ chiếc Gashat có chứa đựng sức mạnh của những Legend Rider khác, hay chính xác lúc này là Dry. Anh ấy đã tận dụng hoàn toàn sức mạnh của Dry để gia tốc tấn công liên hoàn hắn. Hình dạng của Dry cũng tương tự với lại hình dạng của Ghost, với toàn bộ cơ thể vẫn cơ thể của SA được điểm tô bằng màu đỏ cùng với những viền bạc đặc trưng cho màu sắc của Color Dry. Phần thân của anh ấy bằng hình dạng giống như chiếc bánh xe. Phần thân sau là gương mặt của Color Dry, và phần mặt của anh ấy cũng như vậy là Dry nhưng với cặp kính trắng của SA. Khả năng chính là gia tốc cũng là đặc trưng nhất của form này, với đòn kết liễu mang tên Full Frost Critical Strike. SA sẽ tập trung sức mạnh vào chân phải của anh ấy, làm cho nó tạo ra một luồng sáng rực lửa. Khi anh lao vào kẻ thù sẽ tạo những chiếc lớp xe xoay quanh kẻ thù, tấn công dồn ép chúng, tương tự như cách Dry ra đòn kết liễu.